Nào, nhanh lên anh em. Đấy, các cô giáo đấy. Có, cầm vòng tròn đấy, cầm vòng tròn đấy, đổi cầm vòng tròn đấy. Được, 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 cầm rồng đấy. Cầm ghế đầu rồng đấy, cầm vào đội hình rồng luôn đấy. Tác phong nhanh nhẹn nào. Còn vòng tròn nhá. Đây là ba cô giáo Đoàn Văn Nghệ. Cho cái vòng 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 đầu lên trên cao vào. Đi đây này, đây hạ tay xuống. Hạ tay xuống. Đây. Rồi, hạ xuống. Rồi. Đấy, lùi sát xuống vòng á. Sát xuống vòng. Đấy. Đấy. Cân này nhá, cân này nhá, thằng trường căng ra kia tí nữa. Không, đứng trên này mới đẹp. Trên này vừa đẹp luôn. Để ơi, dơ lên, năng lượng dơ hết lên. Cái Hưng lùi xuống tí. Hưng lùi xuống tí. Thằng Đức này đẩy ra. Thằng Trung đẩy ra, thằng Trường đẩy ra. Thằng thằng ấy Khánh cao lên tí. Cao lên tí nữa. 2, 3, từ từ nhá, để thầy vào nhá. Đứng với ba cô nhá. Cả đấy, đang quay này. Vừa quay vừa chụp nhá. Ok. Rồi. À, máy thầy phải chụp đã. Rồi. Kiểu gì là gửi cho bạn trai cũ. Nào đứng sát ăn tí nào, sát lùi xong tí nào. Đây là cô em gái mọi người nhá. Đấy, Đức cao lên. Rồi, Thành cao lên. Đấy, cái tí nữa cái rổ cái buộc lại nhá. Tí nữa ra lại. Dưới đấy không đẹp đâu, ở đây là đẹp này, cam cái này. Năm nổ này đi đâu rồi về đây? Em đi vệ sinh này ạ. Đúng rồi, cái thằng. Đây đây đây, gọn xong đây để tí nữa. Cho đầu quay ra. Dựng hẳn ra ngoài chỗ đằng sau sân khấu ấy. Cứ cãi với thầy. Quay đầu ra.